chấp ngân thù. Xin chào quý vị khán thính giả Việt Vision. Sắp đến ngày 30 tháng 4 kỷ niệm 40 năm đất nước hòa bình thống nhất, thể theo nguyện vọng của nhiều quý khán thính giả của Việt Vision, đặc biệt là quý khán thính giả có nickname Nguyễn Hùng Phương, Nguyễn Hùng Phương chứ không phải là Nguyễn Phương Hùng. Thì hôm nay tôi có một bài phát biểu nhân ngày 30 tháng 4. Bài phát biểu của tôi nhan đề hai tội lỗi và hai tội ác cơ bản của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, thưa các bạn, bài phát biểu của tôi không nhằm vào đại đa số bà con cô bác Việt Kiều đã trở về với đại đoàn kết dân tộc, mà bài phát biểu của tôi là nhằm đáp lại những cái luận điệu xuyên tạc về cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, cũng như xuyên tạc về cái gọi là quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. Trước hết là tôi nói về tội lỗi của Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa có hai cái tội lỗi cơ bản sau đây. Cái tội lỗi thứ nhất là tội bán nước. Tại sao lại nói rằng Việt Nam Cộng Hòa có cái tội lỗi bán nước? Thì thưa quý vị, thưa các bạn, một truyền thống bất di, bất dịch trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc ta là cái truyền thống mà cha ông ta không bao giờ chấp nhận quân đội ngoại bang dẫm chân lên đất nước Việt Nam. Mỗi khi có quân đội ngoại bang dẫm lên đất nước Việt Nam thì cha ông ta đều cương quyết và kiên trì kháng chiến để đánh đuổi quân đội ngoại bang ra khỏi bờ cõi. Trong lịch sử chỉ có những kẻ như Trần Ích Tắc hay Gia Long Nguyễn Ánh sẽ muôn đời bị nguyền rủa vì cái tội cầu viện ngoại bang dẫm lên đất nước ta để tàn phá, bắn giết, tàn phá đất nước ta và bắn giết nhân dân ta. Trong năm 1945 thì xuất hiện hai cái gọi là quốc gia Việt Nam. Cái quốc gia Việt Nam thứ nhất do phát xít Nhật chiếm đóng nước ta, rồi làm một cái thủ đoạn thực dân kiểu mới là trao trả độc lập cho một cái chính phủ Trần Trọng Kim vô danh tiểu tốt. Để làm tay sai cho chúng. Và đến năm 1954 khi chuẩn bị hội nghị quốc tế Geneva về Đông Dương thì thực dân Pháp vội vã làm cái gọi là trao trả độc lập cho cũng là cái gọi là quốc gia Việt Nam. Đấy.
đứng đầu là vua Bù Nhìn Bảo Đại. Vậy thì cái quốc gia Việt Nam dù ở dưới chính quyền Trần Trọng Kim hay dưới chính quyền Bảo Đại đều là bè lũ bán nước. Tại sao lại gọi là bán nước? Bởi vì bọn chúng đã cam tâm làm tay sai cho ngoại bang. Bọn chúng chấp nhận cho quân đội ngoại bang giày xéo đất nước, tàn phá đất nước và bắn giết người Việt Nam để đổi lại chúng có chức, có quyền và có tiền. Cái đổi trác này gọi là bán nước đấy. Thế thì sau hiệp định Geneva 1954 thì lẽ ra là quốc gia Việt Nam của Bảo Đại sẽ cùng với lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiến hành tổng tuyển cử cả nước để có được một đất nước Việt Nam không có bóng quân đội ngoại bang và đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất. Thế nhưng đế quốc Mỹ đã vội vã đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về để lật đổ Bảo Đại, xóa bỏ quốc gia Việt Nam và cự tuyệt tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956. Vì vậy, cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa là một cái chính thể ngụy chính quyền. Tại sao lại gọi là ngụy chính quyền? Bởi vì đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Sang trang. Vậy thì hỡi đế quốc Mỹ, tên sen đầm quốc tế Diệm, Thiệu, các người có thể dựng lên một cái California Cộng Hòa hay Miami Cộng Hòa trên lục địa Nam Cực hay ở đâu đó, chứ các người không thể dựng lên một cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa trên một nửa đất nước của Tổ quốc Việt Nam. Khi mà trước đó nhân dân Việt Nam đã tiến hành tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và nước Việt Nam đã giành được chính quyền từ tay phát xít và thực dân, tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 và tiến hành tổng tuyển cử trên quy mô cả nước từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã lãnh đạo nhân dân tiếp tục 9 năm kháng chiến đánh đuổi quân đội ngoại bang thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi Việt Nam như truyền thống của cha ông ta trong 4.000 năm lịch sử.
với việc dựng lên cái ngụy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Việt Nam Cộng Hòa đã ăn cướp một nửa giang sơn của đất nước ta ra khỏi tổ quốc Việt Nam. Vì những lẽ đó, cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa là một cái ngụy chính quyền, bởi vì cái ngụy chính quyền ấy không bao giờ được truyền thống lịch sử 4.000 năm của cha ông ta thừa nhận và chấp nhận. Như vậy là tôi đã nói xong hai cái tội lỗi của Việt Nam Cộng Hòa, đó là tội lỗi bán nước và tội lỗi cướp nước, tức là cướp một nửa đất nước ta ra khỏi tổ quốc ta. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy tôi đã nói xong hai cái tội lỗi của Việt Nam Cộng Hòa, đó là tội bán nước và cái tội cướp một nửa giang sơn ra khỏi tổ quốc Việt Nam. Nhưng do thời lượng mà Việt Vision dành cho tôi chỉ có giới hạn, cho nên tôi sẽ nói tiếp trong phần 2 về hai tội ác cơ bản của Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người từng đã sống.